Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho bác và anh em 20 mã hàng Thì hôm nay cũng là ngày 13 tháng 3 năm 2023 Thì em sẽ bán cho bác và anh em những cái mã hàng như là đồ nghề nhật bãi Hay là những thiết bị uh, mic vang đầu giải mã các bác nhé thì em sẽ giới thiệu và báo giá chi tiết luôn từng sản phẩm để các bác và em có nhu cầu gì về sản phẩm nào Các bác và em gọi điện hay là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972 951 003 Thì uh, trên đây em có ba cái cối xay tiêu Đấy thì uh, khi các bác và anh em cần uh, ăn hạt tiêu uh, Thì các bác và em cho hạt tiêu vào trong cái cối này Đấy rồi các bác và anh em uh, chỉ việc xoay thôi là cái hạt tiêu nó sẽ đưa xuống đây Đấy để các bác và anh em... Uh, muốn ăn tiêu tươi thì các bác và anh em mua cái cối này đấy thì cái cối tiêu này là 120.000 120.000 không bao ship các bác nhé 120.000 đã có bốn quả pin sạc cho bác và anh em này bốn quả pin sạc cho bác và anh em này đấy là ba cái cối tiêu của uh, Gapmuri này của Đức các bác nhé và bên này thì còn 6 quả pin nó lẻ lẻ nhưng vẫn là pin sạc tất thì em để cho bác nào là một cái cối tiêu này với 6 quả pin sạc lẻ này còn những cái quả pin sạc đồng bộ 3.000 như này thì là một cối xay tiêu và bốn quả pin là 120.000 các bác nhé và trên đây thì em có bốn chiếc cưa đấy bốn chiếc cưa thì khi có bác với anh em cần cho gia đình mình một cái cưa để có bác và anh em có thể là đôi khi có bác và anh em cắt cành rồi hay là cắt gỗ cho gia đình Đấy thì đây em có 4 cái cưa Cưa này là cưa cực kỳ sắc luôn các bác nhé Cưa này thì các bác và anh em về dùng rất ok đấy Đấy lưỡi của nó rất bén Lưỡi rất bén các bác nhé Đấy thì 4 cái cưa này là 150.000 một cái cưa 150.000 một cái cưa Và đã có 4 quả pin sạc 3.000 cho bác và anh em Là 150.000 các bác nhé Đấy cái cưa này Cái cưa này thì các bác và anh em à để trong nhà, đôi khi cần cắt cành hay là cắt uh, củi, cắt cái gì đó, rất tiện lợi, đặc biệt các bác và anh em làm vườn. Đấy thì bốn uh, cái cưa tay này với bốn quả pin là 150.000 một cái. Thì em có bốn cái các bác nhá. Đấy, còn uh, trên đây thì em có năm con kìm chết. Đấy, năm con kìm chết. Đấy, năm con kìm chết này các bác này. Năm con kìm chết này thì uh, giá là 200 không bao ship bác anh 200 không bao ship và đã có 4 quả pin cho bác và anh em. Đấy thì đây em có những cái dòng pin bãi thì em xếp ở đây để bán luôn cho bác và anh em. Đấy chủ yếu là là các bác và anh em mua cái sản phẩm này thì em sẽ tặng cho bác và anh em là bốn quả pin bãi để các bác và anh em dùng vào mic hay là vào cái thiết bị nào dùng pin 1.5 V này các bác nhá. Đấy. Thì có 5 cái kìm chết 5 cái kìm chết đấy và bốn quả pin là giá là 200.000 200.000 một mã kìm chết đấy một mã kìm chết và bốn quả pin đấy có 5 mã kìm chết này bốn mã cưa này và ba mã à, cối xay tiêu đấy là những cái sản phẩm à, kìm chết cưa và máy xay tiêu đều có pin sạc các bác nhé đều có pin sạc đấy và pin này thì à, em sẽ giới thiệu cho bác và anh em một số sản phẩm như là những cái hàng thanh lý đây là một chiếc đầu thu của Bayer đầu 7 đấy, thì các bác và anh em dùng mic Bayer mà đầu thu bị hỏng một bên các bác nhá bị hỏng một bên thì hiện tại bên em đang có đầu thu Bayer vì tím sử dụng được một bên đấy sử dụng được một bên đấy thì các bác và anh em nếu mà còn tay còn tay của mic Bayer thì các bác và em có thể là dùng cái tay đó bắt vào cái đầu thu này khi nào các bác và anh em hát một mình thì các bác và anh em sẽ bật một đầu thu lên còn khi nào các bác và anh em hát hai người thì các bác và anh em có thể là bật hai đầu thu lên thì à, mỗi tay mic sẽ sử dụng một đầu thu cho các bác và anh em với trường hợp các bác và anh em đang sử dụng mic bay ơ đầu bảy đấy bị lỗi sóng đầu thu một bên thì các bác và anh em mua thêm cái đầu thu này về để các bác và anh em ghép cái tay còn sống vào cái đầu thu này các bác nhá ghép cái tay còn sống vào đầu thu này Đấy thì uh, giá cái đầu thu này là 250 nghìn, không bao ship. Đấy, gồm cho bác và anh em là một cục nguồn rồi này. Và một sợi dây 6 ly để các bác và anh em về cắm vào dàn âm thanh. Chẳng hạn uh, cái bộ mic kia thì các bác và anh em có thể là cắm vào mic 1 uh, của con vang hay là âm ly. Còn bộ mic này thì các bác và anh em có thể là cắm vào mic 2 hay của vang hay âm ly các bác nhá. Đấy, giá là 250 nghìn. Cái đầu thu uh, Bayer vì tím sống một bên, Đấy, sống một bên. Đấy. Cái sản phẩm uh, thứ hai mà em giới thiệu đây nữa là sản phẩm uh, một con vang một con vang uh, SA600. Dòng này nó thuộc của dòng phun hay là thuộc cái dòng king um, Đấy thì uh, con này thì nó mất tiếng echo, nó chỉ còn nhạc thôi thì các bác và anh em cần một con vang để điều chỉnh nhạc đó. Con này điều chỉnh nhạc rất hay các bác nhá. Thì để cho bác và anh em 250 000 không bao ship cái con vang để các bác và anh em về ghép với uh, tâm ly hay là ghép thêm vào cho những chiếc vang cơ dùng đẩy ấy, thì con này nó lọc nhạc rất tốt các bác nhé 250.000 thì nó hơn hẳn tất cả các dòng nâng tiếng giá rẻ đang bán trên thị trường luôn dòng uh, ca full hay là Audi là cái sản phẩm này nghe nhạc rất hay các bác nhé nhưng mà cái tiếng mic của nó nó bị lỗi rồi nó chỉ còn tiếng nhạc thôi để cho bác và anh em là 250.000 không bao ship con vang SA600 và tiếp theo thì uh, em sẽ giới thiệu cho bác và anh em là sản phẩm thứ ba là cái đồ điện tử đó là cái sản phẩm đài FM và có Bluetooth luôn. Đấy cái sản phẩm FM này thì các bác và anh em mua tặng bố hay tặng mẹ rất hữu ích này các bác này. Đấy rất có ý nghĩa. Lái xe, Đấy, mình cứ gọi vài chuyến taxi để cho chính mình. Pin và... rất bền các bác nhá. Pin loại này rất bền và có thể là uh, sử dụng Bluetooth này. Đấy nghe nhạc qua Bluetooth này, nghe sóng FM. Thì cái loa này là 320 000 có các bác nhá, 320.000 cái loa FM Bluetooth này. Đấy các bác và anh em để nhìn rất hoài cổ đúng không ạ? Rất hoài cổ cái đài FM này. Thì cái đài FM này nếu mà các bác và anh em mua là 300 320 000 có các bác nhá, 320 000 Nó đã có cả Bluetooth cho các bác và anh em và có chế độ FM đấy. Các bạn rất thân ý nghĩa mến, ta luôn. đang đồng hành trong sở cao điểm được phát hành trực tiếp trên VOV về giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đấy cái đài này là 320 000 Và tiếp theo em giới thiệu uh, cho bác và anh em một cái đèn chớp. Cái đèn chớp này thì uh, đổi màu rất nhiều màu và chớp rất mạnh các bác nhá, chớp rất mạnh. Đấy ngày xưa thì con này em làm phòng hát thì em mua của nó là 350 000 đấy, 350 000 cái đèn chớp này. Thì uh, bác nào mua để cho là 150 000 cái đèn chớp. Đấy là đây là mã thứ tư các bác nhá, mã thứ tư là cái đèn chớp. Đấy cái đèn chớp này để cho bác và anh em là 150.000 không bao ship quá nhá giá những cái giá này là không bao ship đấy 150.000 cái đàn trước là mã thứ, thứ tư mã thứ tư và em lên tiếp mã thứ năm cho bác và em đó là một bộ mic sự kiện đó là dòng mic VIP uh, 168 thì cái mic sự kiện này dòng này thì uh, sóng phải nói là rất xa quá nhá sóng của dòng mic đầu thu nhỏ này rất xa đấy thì các bác và anh em đang cần một bộ mic sự kiện có cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc này thì uh, bộ này em để cho bác và anh em là 1 triệu 500 nghìn bao ship đấy 1 triệu 500 nghìn bao ship cái bộ mic để làm sự kiện có đầy đủ các tính năng cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc đây là sơn nguyên zin nguyên bản có chảy xước như này các bác nhé còn các bác và em muốn dán thì em sẽ dán cho bác và em đẹp như thế này đấy cái đầu thu to với đầu thu nhỏ này nó là một các bác nhé nó là một đấy nó sử dụng cùng bên mạch của nhau có thể là thay thế tay mic cho nhau được đây là mã Thứ năm là mic sự kiện đầu thu nhỏ Đấy, Tiếng bao hay bao phê cho bác và anh em Và mã thứ sáu là một uh, mã mic Vẫn là sự kiện Mã của nó là SI888 này Thì uh, đây là cái sản phẩm mic sự kiện các bác nhé Đấy tay thì em đã dán rồi Bộ này đầu thu to Bác nào mua để cho 1 triệu 600 nghìn bao ship Đấy 1 triệu 6 nghìn bao ship bộ này Đấy và còn uh, bên em đang có những cái dòng Đầu giải mã Việt Caria 9 Brut thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm bán cực kỳ chạy bên cửa hàng của em đấy sản phẩm này thì nó dành cho các bác và anh em nếu mà dùng những cái thiết bị uh, âm thanh mà không có cổng quang không có bluetooth ấy, thì các bác và anh em có thể là mua cái đầu giải mã Vietcaria 9 chín bluetooth này đấy với giá tiền là 680.000 bao ship cho các bác và anh em cái đầu giải mã có nhá 680.000 bao ship thì uh, khi các bác và anh em có cái đầu giải mã này vào nghe nhạc và hát karaoke tiện lợi hơn hay hơn rất nhiều và cuối cùng là một chiếc vang JBL K10 chiếc vang JBL K10 hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé dòng này thì uh, tiếng eco dì vật rất hay đấy các bác và anh em đang cần một con vang để ghép với âm ly hay cục đẩy thì các bác và anh em có thể là sử dụng cho em một chiếc vang JBL K10 đấy vang JBL K10 này giá để cho bác và anh em là 1 triệu 200 nghìn bao ship và có cả dây rắc cho bác và anh em dùng âm ly hay cục đẩy đấy các bác và em vì chống hú rời này nguồn nâu tu các bác nhé mềm mạch rất xịn sò luôn thì uh... Còn vang JBL này thì bên em cũng bán ra rất nhiều rồi Và cái sản phẩm này là 1 triệu 200 nghìn Bao ship cho bác và anh em và đã có dây rắc cho bác và anh em dùng âm ly hay cục đẩy Và dòng vang này nó có cổng quang các bác nhé Không có Bluetooth, có cổng quang Đấy thì đây cũng là mã hàng cuối cùng mà em giới thiệu cho bác và anh em Thì bác nào mà quan tâm đến những cái mã hàng mà em giới thiệu trong video này Thì các bác và anh em liên hệ với Trần Hưng Audio theo số điện thoại 0972 951 003 rồi chân thành cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video xin chào tạm biệt các bác và em nhé